hướng dẫn đặt bài trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile. Bước 1. Đăng nhập ứng dụng Vietinbank iPay Mobile trong mục du lịch và vận chuyển, chọn tính năng VNPay Taxi. Bước 2. Nhập điểm đón và điểm đi. Bước 3. Chọn xe máy, chọn mã ưu đãi và đặt xe thôi. Chỉ 3 bước đơn giản, đặt bike ngập tràn ưu đãi trên Vietinbank iPay Mobile.